Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thời tiết trên cả nước phổ biến tạnh giáo và trưa chiều, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi chào mừng của mọi người. Cụ thể ở miền Bắc, khối khí lạnh suy yếu mang theo đới gió đông nam ẩm liên tục đẩy vào đất liền. Vì thế, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù xuất hiện nhiều hơn tại khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ trong sáng sớm nay. Còn trưa và chiều trời sẽ chuyển tạnh giáo, nền nhiệt trong ngày tại khu vực phía đông Bắc Bộ vì thế sẽ giảm nhẹ, phổ biến còn mức 24 đến 26 độ. Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc Bộ có nắng về chiều nên nhiệt độ cao hơn từ 1 đến 2 độ. Thời tiết thuận lợi ủng hộ cho hoạt động ngoài trời tại đây. Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết mùng 8 tháng 3 vô cùng thuận lợi. Trời tạnh giáo, nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26 đến 29 độ ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và từ 28 đến 31 độ với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Trong ngày mùng 8 tháng 3, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên 33-34 độ. Cục bộ có nơi như Tiền Giang, Đồng Tháp, nhiệt độ cao 35 độ, trời nóng cục bộ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất ngày là 29 đến 31 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển huyện đảo Trường Sa đều có chung tình trạng thời tiết tốt, gió hướng đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết và tình trạng biển thuận lợi hơn cho hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Như vậy là hôm nay thời tiết tạnh giáo vào trưa chiều xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đến đây bản tin thời tiết sáng mùng 8 tháng 3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc. Thank you.